Vâng, xin chào các em. Hiện tại thì chị đã có mặt ở đây đúng như lời hứa của chúng mình. Không biết là các bạn đã nhận được thông báo phần phát trực tiếp của chị hay chưa? Nếu như mà các bạn nhận được phần thông báo của chị rồi thì chắc chắn là phải vào học ngay đúng không? Và nhớ là trong quá trình vào học thì phải comment theo đúng cái cú pháp mà chị đã nhắc với các bạn và nhớ rằng hãy chụp ảnh lại cái phần comment đó của chính mình để rồi khi chiến dịch kết thúc. Buổi ngày mai là buổi cuối cùng của chiến dịch rồi, thế nên nhớ rằng chúng ta đã cùng nhau đi được một nửa chặng đường rồi và không có lý gì chặng đường còn lại chúng ta không thể tiếp tục. Thế nên chị mong rằng với buổi số 4 này các bạn vẫn có đủ kiên nhẫn, đủ quyết tâm để cùng học với chị để chúng mình có thể chinh phục ngữ văn lớp 11 với những cái phần tiếp cận đầu tiên nhất như thế này sẽ có giúp cho các em có cái nhìn tổng quan về chương trình các em nhá. Rồi chị chào Minh Thư, chị chào Quỳnh Anh, chào các em. Rồi ngày hôm nay thì như cái lời hứa mà chị nói với các bạn thì chúng mình sẽ cùng nhau tiếp cận văn bản Thương Vợ của nhà thơ Trần Tế Xương các em nhá. Nhưng mà hình như là ngày hôm nay các bạn bận đi đâu rồi đúng không? Các bạn bận đi đâu các bạn không vào học cùng với chị đúng không? Thế thành ra là đến bây giờ 1, 2, 3 phút, 4, 5 phút trôi qua chị vẫn thấy rất là ít bạn đang vào xem phần phát trực tiếp này của chị. Chắc là các bạn phải đi chơi đúng không? Rồi chị chào Mai Anh. Hiện tại ở đây thì chị chỉ thấy 7 bạn đang xem thôi. Mà vừa có 7 bạn như thế này thì không biết là chúng mình có còn đủ sự quyết tâm, còn đủ sự kiên nhẫn để chúng mình cùng với chị chinh phục trước chương trình ngữ văn lớp 11 hay không đây. Và trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay thì chắc chắn có một phần quà chị đang để ngỏ. Không biết là các em có háo hức và mong chờ nó hay không. Rồi, chị chào Huyền Trâm, chào Đỗ Phương Linh, chào các em. Chúng mình nhanh chóng tắt những người bạn vào học cùng với chị trong buổi học ngày hôm nay. Gọi tất cả bạn bè của mình vào, những người đồng hành của chúng ta để cùng nhau học nhé. Bởi vì á, ngày xưa thì chị rất là ấn tượng với một câu nói mà cô giáo chị đã từng nói như thế này. Tức là chúng ta muốn đi đường dài thì cần phải có đồng đội. Còn nếu muốn đi nhanh thì cậu cứ hãy đi một mình đi. Nhưng mà tôi muốn đi đường dài, tôi muốn chinh phục một quãng đường phía trước với biết bao chông gai thử thách thì cần có một người đồng đội bên cạnh để tiếp sức, để nhắc nhở và đồng thời cũng như là một người có thể đồng hành với chúng ta trong tất cả những cái chặng đường sắp tới. Rồi, share like nha chị ơi. Ừ, nếu hình như là trong nhóm kín của chúng mình thì không share được phần phát trực tiếp đâu em ạ. Thế nên là chị cũng chỉ mong một điều nho nhỏ thôi là chúng mình có những người bạn đã đồng hành cùng các em từ những cái chặng chúng mình học cấp 2, cấp 3 và đến bây giờ là những cái năm đầu tiên của cấp 3 thì các bạn cũng sẽ còn những cái người bạn như thế để tiếp tục đồng hành trong quá trình này cùng với chị nhá. Rồi, ok. Hiện tại thì chị thấy chúng mình vào học khá là đông rồi đây. Vậy thì chúng mình bắt đầu buổi học ngày hôm nay luôn. Và trong buổi số 4 thì các bạn sẽ cùng với chị tiếp cận bài Thương Vợ của nhà thơ Trần Tế Xương các em nhé. Và giống với tất cả những buổi học trước của chúng mình thì chị cũng luôn luôn trọng tâm vào phần tác giả. Khi mà các bạn tiếp xúc với chị, khi mà các bạn cùng với chị chinh phục ngữ văn lớp 11 thì các bạn sẽ có một cái nhìn và các bạn sẽ có thể đánh giá được ngay rằng không hiểu vì sao mà chị Dương lại dạy kỹ cái phần tác giả đến như thế. Và chị biết phần này là cái phần các bạn cảm thấy chán, các bạn cảm thấy sao mà phải nói nhiều cái phần đấy như vậy. Đó, thế nhưng mà trên cái quan điểm cá nhân của chị thì cái phần kiến thức về tác giả và tác phẩm đó là cái phần kiến thức nền, có thể nói là nền nhất để xây móng cho các em. Bởi vì khi mà các bạn tiếp cận được tác giả, khi mà các bạn tiếp cận được tác phẩm dưới một con mắt tổng quan nhất, dưới cái góc độ tổng quan nhất thì các bạn sẽ có cái hình dung cụ thể nhất về tác phẩm. Bởi vì đã nói là tiếp cận thì phải cho cái nhìn khái quát đúng không? Mà khi có cái nhìn khái quát rồi thì chúng ta soi chiếu vào từng tác phẩm sẽ rõ ràng hơn, cụ thể hơn và thấu đáo hơn. Thì đấy là cách tiếp cận của chị. Và mong rằng là chúng mình sẽ cảm thấy rằng đó là một phần tiếp cận, đó là cái cách tiếp cận có ích đối với các em. Chứ không phải là ngồi đây nghe chị nói linh tinh. Ok không ạ? Rồi. Sau buổi hôm nay có còn được học chị trong nhóm nữa không? Và nhận tài liệu như thế nào? Thì như chị đã nói, để được nhận tài liệu sau khi chiến dịch của chúng mình kết thúc, thì trong quá trình mà các bạn học cùng với chị, các bạn hãy comment theo cú pháp. Đó chính là em chào chị ạ. Được không ạ? Đây coi như một lời chào đến chị. Đó cũng chính là sự động viên vô cùng to lớn của các em đối với chị.
Bởi vì khi thấy các bạn hào hứng với buổi học, khi thấy các bạn chăm chỉ, khi thấy các bạn vào đây học với chị, thì đấy là động lực để chị tiếp tục đưa những cái bài học hay nhất, thú vị nhất đến với các em. Và cái thứ hai, nhớ là comment tên của chính các em vào nữa, ok không ạ? Và đồng thời là tên bài học. Ngày hôm nay chúng mình học thương vợ thì các bạn comment theo cú pháp là em chào chị, tên của các em là Minh Thư và Thương Vợ. Và các bạn chụp ảnh màn hình lại cái phần bình luận đấy của các em. Rồi sau khi chiến dịch kết thúc, chị sẽ đăng phần tài liệu và các bạn tổng hợp lại những buổi học mà các bạn tham gia và chị sẽ gửi tài liệu cho các em. Chị sẽ chỉ gửi tài liệu cho những bạn nhỏ chăm chỉ vào học thôi. Còn nếu như mà các bạn không vào học cùng với chị thì các bạn nhận tài liệu cũng ok, chị cũng vẫn sẽ rất là mong, cũng sẽ cho các bạn chẳng hạn. Nhưng cái vấn đề quan trọng nhất đó là nhận tài liệu xong để đấy thì để làm gì? Nhận tài liệu thì phải áp dụng vào bài học và để học bài. Ok không ạ? Rồi chào Mỹ Na, rồi chào Minh Thư, chào tất cả các bạn. Đấy thì như chị đã nói, đấy là cái cách mà chúng mình cùng với nhau học. Và chị cũng mong rằng với một cái phần nho nhỏ như thế này thôi thì cũng giúp các em có ý thức hơn trong việc học. Ok không ạ? Bởi vì dẫu sao thì chúng mình cũng lớp 11 rồi, không còn bé bỏng nữa. Sang năm tới thôi là đến lượt chúng mình lên thớt rồi. Thế nên chúng mình cần phải có ý thức học tập thật là tốt để cho năm học mới của chúng mình thật là thành công nhá. Còn về group thì các bạn bảo chị là chị ơi, chị có giảng trong này khi mà khóa học kết thúc hay không? Khi mà chiến dịch kết thúc hay không? Thì câu trả lời của chị là sẽ có, nhưng phần phát trực tiếp đó sẽ không còn nhiều như trong chiến dịch chúng mình tiếp cận nữa, mà chị sẽ gặp gỡ các bạn trong những buổi phát trực tiếp để hỗ trợ các em trong quá trình học lớp 11. Thì có thể là một tuần chúng mình sẽ gặp gỡ nhau một buổi để cùng nhau trao đổi và chia sẻ những cái vấn đề mà các em đang gặp phải trong chương trình ngữ văn lớp 11 này. Và đồng thời thì chị cũng sẽ đăng thêm những phần tài liệu hay ho, ví dụ như chuyên mục soạn văn này, ví dụ như chuyên mục tiếng Việt mở lối này, hay những cái chuyên mục nâng cao và mở rộng khác mà chị sẽ chuẩn bị làm cho các bạn khi mà năm học của chúng mình bắt đầu các em nhá. Thế nên các bạn cứ yên tâm, vững vàng cùng với chị thì chúng mình sẽ có thể chinh phục được ngữ văn lớp 11 một cách dễ dàng nhất. Ok không ạ? Rồi, thì đấy là một vài những cái thông tin mà chị cũng muốn chia sẻ với các bạn để các bạn nắm rõ hơn về cái quá trình học của chúng mình nhá. Hiện tại thì cũng là đến buổi thứ 4 rồi và chúng mình có 5 buổi tiếp cận chương trình. Và buổi mai thôi là buổi cuối thì chị mong rằng là chúng mình vẫn sẽ giữ được cái sự nhiệt huyết cùng với chị tham gia những buổi học nhá. Rồi, ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng tiếp cận tới Thương Vợ của Trần Tế Xương. Nếu như trên lớp các bạn chỉ có 45 phút để học Thương Vợ thì thường thì thầy cô trên trường sẽ dạy rất là lướt phần tác phẩm, đúng không ạ? Thì cái điều này các bạn có công nhận với chị điều đấy không? Trên lớp thì thầy cô các bạn dạy rất là lướt phần tác giả và chỉ cho các bạn khái quát là thôi, phần này các em đọc thêm trong phần tiểu dẫn. Và nếu như cô giáo trên lớp hoặc thầy giáo trên lớp bảo phần đọc thêm phần tiểu dẫn như thế thì chị tin chắc 100%, nếu không phải là 100% thì có thể là 99% các bạn sẽ bỏ qua và các bạn không đọc, đúng không? Rồi, thì ở đây chị thấy rằng là ngày xưa chị đi học bởi vì do cái thời lượng quá là ít nên thầy cô không có nhiều thời gian để chia sẻ cho các bạn. Còn riêng với chị dù là rất nghèo nhưng mà chị lại được cái giàu thời gian các em ạ. Thế nên rằng trong khóa học của chị, trong khóa học của học văn chị Hiên hay là trong khóa học tiếp cận ngữ văn lớp 11 thì chị luôn luôn chú trọng vào phần tác giả cho các bạn để các bạn có cái nhìn khái quát như chị nói đấy. Và chị mong rằng đây là cái cách, đây là cái con đường có thể nói là đầu tiên dành cho những bạn nhỏ muốn yêu văn. Bởi vì chúng ta muốn yêu tác phẩm đó, chúng ta muốn học tốt tác phẩm đó thì đầu tiên chúng ta phải yêu cái người làm ra tác phẩm đó. Chúng ta yêu con người, chúng ta yêu tất cả những gì thuộc về con người đó thì có lẽ những gì con người đó viết ra chúng ta sẽ cũng cảm thấy yêu và cảm thấy thích. Thì bản thân chị cũng mong rằng trong quá trình học với chị bằng một cái cách tiếp cận đơn giản thôi, nhỏ nhỏ thôi, ngắn ngắn thôi, nhưng cũng giúp các bạn yêu văn hơn, thích văn hơn. Ok không ạ? Rồi, thì đấy, trong quá trình học của chúng mình, chị trọng tâm vào phần tiểu dẫn, mặc dù rất ngắn, nhưng chị lại nói rất nhiều, đúng không ạ? Nhưng, nói đi thì cũng phải nói lại, phần quan trọng nhất vẫn là phần văn bản.
mà chúng mình cần phải tiếp cận. Và trong phần văn bản đó thì trong khoảng thời gian cho phép chúng mình chỉ có tiếp cận rất là ngắn thôi, khoảng độ 2 câu đầu của mỗi bài. Và độ 6 câu tiếp theo thì cũng không biết là tiếp cận như thế nào, thì mong rằng 6 câu tiếp theo đó chúng mình vẫn sẽ còn được tiếp tục đồng hành với nhau trong khóa học toàn diện dành cho các bạn 2K6 các em nhé. Và khóa học toàn diện đó thì cũng sắp chuẩn bị được khai giảng rồi, cũng rất là mong các bạn quan tâm đến khóa học toàn diện cả năm, và chúng mình sẽ cùng nhau đồng hành trong suốt một quá trình dài, từ khi mà các bạn bắt đầu học ở trên trường và cho đến khi trên trường kết thúc các bạn thi xong, thì cũng là cái lúc mà khóa học của chúng mình cũng khép lại. Thì đó là chị nói thêm một chút xíu về khóa học toàn diện dành cho các bạn 2K6 nhé. Còn trong buổi ngày hôm nay, khi nói về tác giả Trần Tú Sương, chị xin lỗi, khi nói về Trần Tế Sương hay gọi theo một cái tên khác là Tú Sương, thì chị đã có chuẩn bị một cái phần sơ đồ tư duy như thế này. Và các bạn sẽ quan sát ở đây cho chị nhé. À, ở đây thì chị đã khái quát cuộc đời và con người tiểu sử của Trần Tú Sương, Trần Tế Sương bằng một cái sơ đồ tư duy rất là ngắn như thế này thôi. Và thông qua phần sơ đồ này thì chúng ta sẽ cùng nhau khái quát lại những cái ý chính mà các bạn cần phải nhớ cho chị về tác giả. Ok không ạ? Các bạn chú ý vào đây cùng với chị nhé. Ở đây thì không biết là nhìn vào sơ đồ như thế này thì các bạn có hình dung ra những ý chính mà chị chuẩn bị chia sẻ với các bạn hay không? Nhưng mà chị tin chắc là các bạn sẽ hình dung ra được, bởi vì các bạn đã đọc phần tiểu dẫn rồi mà. Vậy thì nhìn vào tất cả những ký hiệu ở đây của chị như thế này thì các bạn cũng sẽ nhận ra được, đúng không ạ? Thì cái điều đầu tiên mà các bạn cần phải ghi nhớ cho chị khi chúng ta học về Trần Tế Sương, tức là ông sinh ra, quê quán của ông ở đâu, đúng không? Thì ý đầu tiên các bạn cần nhớ cho chị đó chính là Trần Tế Sương quê ở làng Vị Xuyên, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, được không ạ? Thì các bạn nhớ cho chị cái nơi mà nhà thơ được sinh ra là tỉnh Nam Định, ok không ạ? Đó, và sau này thì trong cái cuộc đời mà Trần Tế Sương lớn lên á, thì ông lấy vợ rất là sớm, và theo những cái sách nghiên cứu để lại và ghi chép lại cái thông tin về tiểu sử của Trần Tế Sương thì chúng ta thấy rằng là ông đã lấy bà Phạm Thị Mẫn. Bà là một người con gái quê, còn là một người con gái nhà dòng, nhưng lại lấy chồng kẻ chợ. Thì đó là những cái thông tin về cuộc đời của Trần Tế Sương. Và dừng lại ở đây một chút xíu thì các bạn lưu ý cho chị, lưu ý cho chị năm sinh và năm mất của tác giả Trần Tế Sương ạ. Chúng ta nhìn vào đây thì chúng ta sẽ thấy rằng Tế Sương sinh năm 1870 và mất năm 1907, đúng không ạ? Và các bạn chú ý cho chị, xác định cho chị dựa vào cái khoảng thời gian này thì chúng mình sẽ xác định được cái gì nhỉ các em nhỉ? Giống như những buổi học trước mà chúng mình đã cùng nhau tiếp cận đấy, thì dựa vào năm sinh năm mất của tác giả chúng ta sẽ xác định được thời kỳ, đúng không ạ? Chúng mình sẽ xác định được thời kỳ mà tác giả sống. Thì các bạn xác định cho chị thời kỳ chính xác, thời kỳ hay nói chính xác là cái thế kỷ. Thời kỳ hay thế kỷ thì cũng là một cách gọi khác của thời gian, cái thời gian mà tác giả đó được sinh ra. Thì các bạn xác định luôn cho chị, dựa vào khoảng thời gian này thì chúng ta xác định được Trần Tế Sương sống ở thời kỳ nào, sinh ra ở thế kỷ thứ bao nhiêu. Và chính cái thời điểm đó chúng ta sẽ có thể khái quát lại được bối cảnh lịch sử xã hội. Rồi, ở đây thì chị đã thấy Nguyễn Duy Mạnh có nói với chị là cuối thế kỷ 19, đúng không ạ? Chính xác, vào cuối thế kỷ 19. Nhưng nhìn vào năm mất này thì chúng ta lại sẽ thấy cuối 19 và đầu 20, được không ạ? Và nhìn vào cái khoảng thời gian này thì chúng ta thấy đây là khoảng thời gian cũng giống với nhà thơ Nguyễn Khuyến mà chúng ta học buổi trước. Thế nên cái phần này chị xin phép không nói lại nữa, mà các bạn sẽ nhớ lại cho chị thời kỳ này, thời kỳ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, thì lịch sử này, xã hội này, văn hóa này của nước ta như thế nào, và nó có ảnh hưởng như thế nào, chi phối ra làm sao đến với đời sống văn học. Thì buổi trước chị đã nói rất là kỹ rồi. Trong buổi ngày hôm nay chúng ta được tiếp tục học một tác giả thuộc cái thời kỳ này thì chị không nhắc lại nữa, ok không ạ? Bây giờ quay trở lại cho chị với con người, với tiểu sử, với cuộc đời của Trần Tế Sương. Thì ông chỉ sống vỏn vẹn có một khoảng thời gian rất là ngắn thôi,
À, ông sống trong thời buổi đầu giao thời từ xã hội phong kiến sang nửa thực dân. Ok, chính xác, đúng rồi Mỹ Nam em ạ. Đúng rồi, cái phần này thì chúng mình sẽ áp dụng cái phần kiến thức về Nguyễn Khuyến khi chị nói về giai đoạn thứ tư của lịch sử của văn học trung đại để chúng mình áp dụng đối với nhà thơ Trần Tế Xương nhá. Bởi vì hai tác giả này cùng sinh ra trong cái khoảng thời gian này, thế nên sẽ cùng được chi phối cái bởi cái bối cảnh lịch sử xã hội. Ok không ạ? Thì cái phần này các bạn xem lại cho chị ở bài giảng ở buổi trước. Bây giờ chúng ta quay trở lại với con người, với cuộc đời của Trần Tế Xương. Chúng ta thấy rằng dựa vào đây thì chúng ta tính ngay cho chị được. Trần Tế Xương sống vỏn vẹn có 37 năm, ngắn ngủi như thế thôi. Và trong 37 năm ngắn ngủi đó thì Trần Tế Xương chỉ làm duy nhất 3V. Chị ký hiệu là 3V nhưng chúng ta sẽ có thể dịch ra ở đây là 3 việc. Và ba việc mà Tú Xương làm trong 37 năm của cuộc đời mình, đấy chính là đi học, đi thi và làm thơ. Và đây chính là ba cái việc duy nhất mà Tú Xương có thể làm. Đó. Và chúng ta thấy là vào năm 1858, lúc này thì Trần Tế Xương của chúng ta mới có 15 tuổi thôi, thì ông đã bắt đầu tham gia cái cuộc thi đầu tiên của cuộc đời mình. Ông là một người tài năng và thông minh nhưng sinh ra không đúng thời. Thế thành ra là trong suốt 22 năm trải qua 8 cái khóa lều trọng lên kinh đi thi thì ông không đỗ bất cứ một khóa nào cả. Chỉ duy nhất đỗ có cái một khóa thôi và cái khóa đó là cái khóa vào năm 1894. Và lúc này thì Trần Tế Xương 24 tuổi và cái năm đấy là ông đỗ, và đỗ là đỗ bảng tú tài mà còn đỗ rốt bảng cơ. Tức là ông đỗ nhưng mà là người điểm thấp nhất trong những cái danh sách mà những người được đỗ cái bằng tú tài đó. Các em ạ. Thì đấy là cái cuộc đời đi thi làm thơ làm văn, rồi cái cuộc đời học hành của Trần Tế Xương các em ạ. Suốt 22 năm trời trải qua 8 khóa lều trọng lên kinh dự thi. Thế nhưng mà không đỗ bất cứ một khóa nào, chỉ đỗ duy nhất có một cái khóa đó vào năm 1894 vào năm Giáp Ngọ. Thì năm đấy là ông đỗ rốt bảng bằng tú tài. Đó, và đến cuối cùng thì vào năm 1907 thì Trần Tế Xương đã qua đời. Thì đấy là các bạn chú ý cho chị những cái điều đấy về cuộc đời của Trần Tế Xương. Rất là lận đận trong việc thi cử đúng không? Nhưng mà qua cái việc lận đận thi cử của Trần Tế Xương thì chúng ta sẽ thấy được rằng là 22 năm trời chỉ có đi học, đi thi và làm thơ thôi. Nhưng mà không bao giờ bỏ cuộc cả. Vẫn cứ tiếp tục như thế thôi. Đến khi nào mà cảm giác mà mình không thể thi được nữa thì thôi. Thế nên là thông qua cái câu chuyện về cuộc đời của nhà thơ Trần Tế Xương thì chị cũng mong rằng chúng mình cũng sẽ học được cái sự cố gắng, nỗ lực và kiên trì như nhà thơ Trần Tế Xương các em nhé. Đỗ Phương Linh có hỏi chị một câu là ông lấy vợ năm bao nhiêu tuổi vậy chị? Cái câu hỏi này thì chị không thể trả lời được cho em bởi vì chị cũng đã tìm rất là nhiều những cái tài liệu nghiên cứu nói về cuộc đời của Trần Tế Xương thì chưa có một tài liệu nào, hoặc là có thể là chị chưa đọc đến cái phần đó, nhưng họ không ghi chép lại cái năm mà Trần Tế Xương lấy vợ em ạ. Chị chỉ biết được một điều rằng ông lấy vợ rất là sớm và lấy bà Phạm Thị Mẫn. Và cuối cùng thì trong chính cái cuộc đời của ông khi mà lấy bà Phạm Thị Mẫn thì đúng là cái sự may mắn của ông. Bởi vì các bạn thấy đấy, trong suốt cả một cuộc đời 37 năm thì ông chỉ làm vỏn vẹn 3 việc: đi học, đi thi và làm thơ. Vậy thì ai là người kiếm tiền để cho ông có thể làm được tất cả những cái điều này? Đấy là vợ, đấy là bà Tú, đấy là bà Phạm Thị Mẫn. Thế nên rằng trong chính bài Thương Vợ thì ngay ở câu thơ đầu tiên thôi chúng ta cũng sẽ thấy được cái nguồn kinh tế duy nhất trong gia đình của nhà thơ Trần Tế Xương là từ tay bà Tú vun vén. Quanh năm buôn bán ở mom sông, nuôi đủ 5 con với một chồng. Một tay bà Tú nuôi ông Tú đi học, rồi nuôi ông Tú đi thi, để rồi ông thoải mái mà làm thơ. Thì đó, các bạn thấy không? Đúng là cái duyên, cái phận, cái nợ đến với nhau. Và chính xác như ông Tú lấy được bà Tú là một cái điều may mắn trong cuộc đời của mình. Ok không ạ? Vợ mãi đỉnh rồi. Thì cũng mong rằng là sau này tất cả chúng ta khi chúng ta lớn lên, chúng ta lập gia đình, chúng ta lấy vợ, sinh con đẻ cái thì cũng mong rằng lấy được một người vợ đảm đang tháo vát như bà Tú nhá. Còn bà Tú đảm đang tháo vát như thế nào thì có lẽ là chúng ta sẽ phải
đọc kỹ văn bản, chúng ta tìm hiểu chi tiết văn bản thì chúng ta sẽ thấy được điều đấy, đúng không ạ? Rồi, quay trở lại với ông Tú thì chúng ta thấy rằng chính vì trong suốt 37 năm của cuộc đời mình, ông Tú làm ba cái việc trên. Thế nên ông được người đời phong cho cái danh hiệu đó chính là quan tại gia, ăn lương vợ. Ông không làm bất cứ điều gì cả. Cái móng tay của ông không bao giờ chạm đến bất cứ một cái việc gì trong gia đình. Ông chỉ làm có ba cái việc này thôi. Đó. Mà theo như cái bài ca lăng nhăng của Tú Xương chị được đọc á, thì Tú Xương có nói về bản thân mình như thế này: một trà, một rượu, một đàn bà, ba cái lăng nhăng nó quấy ta, chừa được cái gì hay cái nấy, có chăng chừa rượu với chừa trà. Đó, các bạn thấy không? Tức là với Tú Xương thì ông không phải động tay vào bất cứ công việc nào, mà ông chỉ dành trọn cả cuộc đời để làm 3V này thôi. Và chính vì lẽ đó, thế nên ông được bổ nhiệm làm quan tại gia và ăn lương vợ. Đây, giải thích thêm một chút xíu về cái phần quan tại gia này nhá. Thì các bạn có còn nhớ cái sơ đồ mà chị viết cho các bạn khi nói về cái con đường lập nghiệp của các nhà nho không? À, họ lớn lên, họ học hành, họ đi thi và đỗ đạt thì họ ra làm quan. Nhưng riêng với ông Tú thì ông chỉ đỗ cái bằng duy nhất là bằng tú tài thôi. Mà đỗ bằng tú tài thì làm sao ra làm quan được, đúng không? Thế nên rằng ông chỉ có quay trở về làm quan tại gia, dạy học cho mấy đứa con của mình, đúng không ạ? Thì chính vì như thế ông đã được bổ nhiệm làm quan, nhưng lại là quan tại gia. Rồi lương thì cũng không phải là được hưởng lộc, hưởng bổng lộc của triều đình, của nhà vua, mà lại là ăn lương vợ. Vợ nuôi mà, nuôi đủ 5 con với một chồng là như thế. Đó. Và thêm một cái phần nữa mà các bạn chú ý, khi nói về Trần Tế Xương thì chúng ta thấy là ông sống vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Và đây chính là lớp nhà nho cuối mùa. Bởi vì cái thời điểm này đã bắt đầu có sự hiện đại hóa. Khi mà Pháp xâm lược vào nước ta với những cái thay đổi nhất định về mặt xã hội thì văn học cũng sẽ thay đổi để đáp ứng nhu cầu của thị hiếu người đọc. Chính vì lúc này chúng ta thấy rằng nhà nho lớp cuối mùa như Trần Tế Xương sẽ có những cái sự giao thoa nhất định giữa nho và tây. Và đây chính là cái yếu tố vô cùng quan trọng dẫn đến cái chị xin lỗi các bạn, chị đang hơi bị đau họng một chút xíu. Chính cái sự giao thoa giữa nho và tây như thế này đã khiến cho trong thơ của Trần Tú Xương hình thành nên cái sự trào phúng, các em ạ, dẫn đến cái sự trào phúng trong thơ Trần Tế Xương. Đó. Bởi vì với một cái xã hội đầy sự lăng nhăng, đầy cái sự lố lăng, kịch cỡm của lẫn tây và tàu, chính vì thế chúng ta thấy rằng ngòi bút của Trần Tế Xương cũng giống với Nguyễn Khuyến thôi, sẽ tố cáo cái xã hội đó, được không ạ? Tố cáo, phản ánh xã hội. Thì đó là cái tiếng cười trào phúng, mượn cái tiếng cười trào phúng này để tố cáo xã hội, tố cáo bộ mặt của xã hội phong kiến và nửa thực dân. Thì đó là cái phần quan trọng mà các bạn chú ý cho chị nhé. Rồi, đấy là về con người và tiểu sử. Nhưng khi nói về tác giả thì các bạn nhớ thêm cho chị một chút xíu về sự nghiệp sáng tác. Nói về sự nghiệp sáng tác của nhà thơ Trần Tế Xương thì chúng ta có thể thấy rằng ông đã cái sự nghiệp sáng tác thơ ca của ông đã trở thành bất tử với khoảng hơn 100 bài, và chủ yếu là thơ nôm. Và ông sáng tác chủ rất là nhiều những cái thể loại, có thất ngôn, có thất ngôn bát cú, có thất ngôn tứ tuyệt, có và lục bát cũng có, câu đối cũng có, rồi phú cũng có, văn tế cũng có, thể nào cũng đủ cả. Nhưng mà tập trung chủ yếu vào thơ. Và trong thơ của Trần Tế Xương thì sẽ bao gồm hai cái mảng chính, đó là trào phúng và trữ tình. Cái phần trào phúng này thì đó chính là cái tiếng cười tố cáo xã hội, được không ạ? Còn trữ tình ở đây thì chúng ta thấy là đó là cái tình cảm, cảm xúc của nhân vật trữ tình. Và đây là cái đặc trưng của thơ ca rồi, đúng không ạ? Thì cái này chúng mình đã được học ở cái phần lớp trước rồi, thì chị không nhắc lại nữa, thì chúng mình khái quát lại về sự nghiệp sáng tác thì các bạn nhớ chị hai cái mảng này. Và ở trong cả hai mảng thơ này thì Trần Tế Xương sẽ xoay quanh ba nội dung chính. Thứ nhất
À, đó là thực trạng thi cử thì chúng mình có ngay bài vịnh khoa thi hương mà chúng mình sẽ được học trong chương trình đọc thêm. Thì chúng ta thấy rằng là, à, Trần Tế Xương dường như đã vạch trần bộ mặt của xã hội phong kiến nửa thực dân, và ở đó cụ thể đó chính là cái sự thối nát trong thi cử của đất nước, của xã hội Việt Nam cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Đó, cái mảng đề tài số 2, à, đó là thực trạng xã hội buổi giao thời. Thực trạng xã hội buổi giao thời. Và mảng đề tài số 3 mà chúng mình cần phải nhớ khi nói về Trần Tế Xương, đó chính là cảnh đời riêng của ông Tú. Cảnh đời riêng của ông Tú. Và trong cái cảnh đời riêng của ông Tú này thì ông có hẳn một đề tài để viết về người vợ của mình, đấy chính là bà Tú. Và trong tác phẩm ngày hôm nay chúng ta học thì cũng sẽ học về bài thơ Thương Vợ của Trần Tế Xương, một đề tài viết về người vợ, đó chính là bà Tú. Các bạn biết không, văn học trung đại rất ít khi viết về người phụ nữ. Nếu như có viết, à, đã ít viết về người phụ nữ rồi, nhưng viết về vợ của mình thì lại càng ít. Nếu có viết thì may chăng ra thì là khi người vợ này chết đi rồi, à, thì bắt đầu viết văn tế để bày tỏ những cái tình cảm của mình dành cho người đã khuất thôi. Nhưng riêng đối với ông Tú, ngay cả khi mà bà Tú còn sống thì ông đã dành trọn tình yêu thương cho bà, và có nguyên một đề tài để viết về người vợ của mình, à, để viết về những lam lũ cực nhọc của người vợ trong suốt những cái năm tháng mà cái duyên cái nợ của hai vợ chồng gắn với nhau. Rồi ở đó, qua đó thì cũng cho chúng ta thấy được tình yêu thương, sự cảm thông sẻ chia của ông Tú dành cho bà Tú, đúng không ạ? Thì đấy là một cái đặc điểm, đấy là một cái điểm rất là riêng khi nói về nhà thơ Trần Tế Xương. Ông có nguyên một mảng đề tài viết về người vợ của mình, và đặc biệt cả kể cả khi bà Tú còn sống thì ông cũng đã làm thơ viết về người vợ của mình, tặng cho vợ của mình, dường như đó chính là cách mà ông Tú thể hiện tình yêu thương của mình dành cho người vợ. Thì đó, các bạn chú ý thêm cho chị cái phần đó khi nói về Trần Tế Xương nhé. Vậy là chúng ta đã nắm được những cái thông tin cơ bản về tác giả, với sự nghiệp sáng tác và con người. Vậy thì các bạn nhớ cho chị cái phần kiến thức này, đó chính là kiến thức nền để chúng mình sẽ tìm hiểu kỹ hơn về tác phẩm, và đồng thời đó cũng chính là phần kiến thức mà các bạn có thể vận dụng để triển khai viết luận điểm số 1 trong bài phân tích của mình. Ok không ạ? Trong bài nghị luận văn học của mình thì các bạn chú ý cho chị nhá. Rồi. Còn ngày hôm nay khi chúng mình tìm hiểu thương vợ thì cái đầu tiên mà các bạn cần phải chú ý cho chị đấy là chúng mình sẽ chia cho chị cái bố cục mà bài thương vợ này để chúng mình có thể phân tích nó một cách cụ thể và rõ ràng. Vậy thì đối với thương vợ, khi mà nhìn vào số câu số chữ trong bài thì chúng ta cũng có thể xác định ngay được thể thơ mà Trần Tế Xương đã dùng để viết, đúng không ạ? Thể thơ của bài này là bài gì? Thể thơ là gì hả các em? Các bạn có thể comment cho chị biết là thể thơ mà Trần Tế Xương đã viết là gì hay không? Và dựa vào cái thể thơ đó cùng với các phần kiến thức trước đó thì chúng ta cũng có thể dễ dàng phân tách được bố cục của bài. Ok không ạ? Rồi, chị đang rất là chờ đợi câu trả lời của các bạn đây, thì không biết là các bạn có xác định được thể thơ của bài dựa vào cái cách đếm số câu và số chữ hay không. Chị dạo này lướt Facebook ấy, chị thấy có rất là nhiều những cái trang đăng bài rất là hay, tức là các bạn đếm được số câu, đếm được số chữ đấy nhưng mà lại không xác định được thể thơ. Và có rất là nhiều những cái thể thơ mới được phát minh, đấy là thể thơ bát quái, rồi là thể thơ văn xuôi. Nói chung là rất nhiều thể thơ buồn cười các em ạ. Thế nên là thông qua một cái phần câu hỏi nho nhỏ này của chị thôi, thì chị cũng mong rằng là chúng mình cũng sẽ học được cái cách đếm để xác định được thể thơ, đúng không ạ? Thì ở đây chị đã thấy câu trả lời của Mỹ Na, và nói rằng sử dụng thể thơ thất ngôn bát cú, chính xác. À, thất ngôn tức là có 7 câu, đúng không ạ? Chị xin lỗi các bạn nhé, bát cú là
một bài sẽ có 8 câu và trong mỗi câu thì sẽ có 7 chữ thì đấy là thất ngôn. Ok không ạ? Thì chúng ta sẽ đếm số câu trong bài và số chữ trong một câu để xác định được thể thơ đó. Và dựa vào thể thơ thất ngôn bát cú này thì chúng ta sẽ có 8 câu. Và với 8 câu này, khi mà phân tích bố cục thì chúng mình cũng sẽ phân chia thành 4 phần. Đúng không ạ? 4 phần rất là quen thuộc thôi. Đề, thực, luận và kết. Ok không ạ? Cái bút này của chị hết mực, đợi chị một chút xíu nhé. Câu đề này, câu thực này, câu luận này, câu kết này. Các bạn đã đọc văn bản trong sách giáo khoa chưa? À, cùng với chị thử đọc qua một lần nhé. Xem 8 câu đó nói về cái gì. Quanh năm buôn bán ở mong sông, nuôi đủ 5 con với một chồng, lặn lội thân cò khi quãng vắng, eo xèo mặt nước buổi đò đông. Một duyên hai nợ âu đành phận, năm nắng mười mưa dám quản công. Cha mẹ thói đời ăn ở bạc, có chồng hờ hững cũng như không. Và đấy chính là văn bản mà chúng mình sẽ tìm hiểu. Chị sẽ chia bố cục thành 4 phần. 2 câu đầu, 2 câu tiếp, 2 câu tiếp nữa và 2 câu cuối thì chúng mình sẽ gọi tên các câu đó là đề, thực, luận, kết theo đúng với cái đặc trưng thể loại mà chúng mình đã được học. Thì chúng mình sẽ phân tách làm 4 phần như thế này. Và trong buổi học ngày hôm nay thì các bạn chú ý cho chị 2 câu đầu tiên. Đó là câu đề. Chúng mình sẽ phân tích xem ở 2 câu đề này có nội dung như thế nào các em nhé. Rồi, với 2 câu đề các bạn đọc cho chị. À, quanh năm buôn bán ở mom sông, nuôi đủ 5 con với một chồng. Và ở câu đề này thì chúng ta thấy được rằng là dường như ông Tú đã khái quát cho chúng ta cái công việc làm ăn và gánh nặng của bà Tú. Đầu tiên, đấy là công việc, đúng không ạ? Cái đầu tiên chúng ta nhìn thấy là công việc của bà Tú. Buôn bán, quanh năm buôn bán ở mom sông, thì đấy chính là công việc của bà Tú. Cái câu số 2 này, nuôi đủ 5 con với một chồng, một người phụ nữ nhưng mà phải gánh vác trên vai một gánh nặng vô cùng lớn, đó là 5 người con với một ông chồng. Cái gánh nặng đó dường như nó đang đè lên hai đôi vai của bà Tú, khiến cho cái đôi quang gánh đó dường như đang chao đảo trước cuộc đời giông bão. Thì ở đó thì chúng ta sẽ thấy được đấy chính là gánh nặng của bà Tú, đúng không ạ? Gánh nặng của bà Tú. Vậy thì công việc mà gánh nặng của bà Tú được thể hiện như thế nào trong từng câu từng chữ thì các bạn chú ý cho chị vào trong sách giáo khoa. À, ở đây thì các bạn chú ý cho chị này, quanh năm buôn bán ở mom sông thì cái từ đầu tiên mà chúng ta sẽ thấy rằng là quanh năm buôn bán ở mom sông đó gợi cho chúng ta cái thời gian mà bà Tú phải đi làm. Hai câu đề nhé. Các bạn chú ý chị ghi cái đề mục một chút xíu. Chị ghi đề mục ra đây. Hai câu đề. Đầu tiên, các bạn chú ý cho chị vào cái khoảng thời gian. Từ chỉ thời gian ở đây, đó chính là quanh năm. Và cái thời gian này, các bạn thấy rằng có gì đặc biệt không ạ? Quanh năm ở đây gợi ra cho chúng ta cái thời gian làm việc có thể nói là triền miên. Triền miên, hết năm này cho đến năm khác và thời gian dường như cứ tuần hoàn như vậy, không bao giờ có điểm kết thúc cả. Nếu như chúng ta nói rằng là làm việc một tháng, hoặc là làm việc một năm, hoặc làm việc hai năm, hay làm việc một tuần, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ thấy đó là một cái khoảng thời gian cố định. Và hết cái khoảng thời gian đó thì công việc sẽ được ngừng lại. Nhưng riêng đối với bà Tú thì bà Tú làm lụng có thể nói rằng là quanh năm suốt tháng không có ngày nghỉ. Một cái quãng thời gian gợi ở trước mắt chúng ta đó là cái vòng tuần hoàn, hết ngày này qua ngày khác, hết năm này qua năm khác, và không bao giờ có điểm kết thúc. Quanh năm, cái khoảng thời gian làm việc triền miên suốt năm suốt tháng không có điểm dừng như thế. Và thông qua đó thì chúng ta sẽ thấy được rằng là bà Tú với một cái thời gian làm việc làm lụng vô cùng là vất vả, đúng không ạ? Rất là vất vả. Đó. Và cái công việc mà bà Tú phải làm ở đây đấy chính là buôn bán.
buôn bán. Các bạn ơi, các bạn chú ý cho chị này. À, đối với cái công việc buôn bán của bà Tú thì các bạn sẽ hình dung ra cho chị là như thế này. Không phải là bà Tú có một cái cửa hàng tạp hóa to đùng hay có một cái siêu thị to đùng mà cứ ngồi lấy mà bán đâu. Mà cái công việc buôn bán của bà Tú này là cái công việc buôn thúng bán mệt, mua đi bán lại để kiếm cái đồng lãi. Chứ không phải là bà có một cái cửa hàng to đâu, mà ở đây bà là một cái buôn bán nhỏ, gọi là buôn để có kiếm lại cái đồng lãi, để có thể kiếm kế sinh nhai cho cả một gia đình. Đó là công việc của bà Tú. Và đây là một công việc vô cùng là vất vả. Và thêm một điều nữa, các bạn lại chú ý cho chị, buôn bán ở đâu? Có phải là ngồi giữa mặt đường để buôn hay không? Có phải ngồi ở cái nơi mà có thể nói là an toàn hay không? Thì dường như đấy là không. Bà buôn bán ở đâu? Bà buôn bán ở mom sông. Cái địa điểm là mom sông. Các bạn chú ý cho sách giáo khoa trang 29 thì ở trong đó đã lý giải rất là kỹ. Mom sông là phần đất ở bờ nhô ra phía lòng sông, nơi có người làng chài thường hay tụ tập mua bán. Và cái phần đất này là phần đất nhô ra ở phía lòng sông. Thì chúng ta sẽ thấy nếu như bạn nào được sinh ra vừa lớn lên ở những cái vùng đồng bằng á, thì các bạn sẽ hình dung rõ rất là rõ. Tức là đây không phải là cái phần đất cố định, mà đó là cái phần đất được bồi lên sau những cái cơn bão lũ. Và cái phần đất đó thì là cái phần đất rất dễ là sụt, bởi vì nó không phải là phần đất cứng. Thế nên rằng nó vô cùng là nguy hiểm đối với bà Tú, đúng không ạ? Đó, thì đây là một cái nơi, là một cái địa điểm buôn bán vô cùng là treo leo và nguy hiểm. Treo leo và nguy hiểm. Dựa vào tất cả những cái điều mà chị em mình vừa mới phân tích ngay ở câu thơ đầu tiên thôi, thời gian làm việc, công việc, rồi cái địa điểm mà bà làm việc, tất cả gợi cho chúng ta, gợi lên cho chúng ta cái hoàn cảnh kiếm sống của bà Tú. Hoàn cảnh kiếm sống. Hoàn cảnh kiếm sống của bà Tú. Hoàn cảnh kiếm sống của bà Tú ở đây thì chúng ta xác định ngay cho chị, dựa vào những cái phần mà chúng ta vừa mới phân tích này, dựa vào những cái từ khóa vất vả, triền miên, treo leo, nguy hiểm. Thì chốt lại, ở câu đầu thơ đầu tiên thì Nguyễn Trần Tế Xương đã vẽ ra cho chúng ta cái hoàn cảnh kiếm sống của bà Tú. Đó là một hoàn cảnh vô cùng là vất vả, vô cùng là lam lũ, trong một cái không gian sinh tồn bấp bênh và khó khăn. Lam lũ, vất vả. Đây là những cái từ khóa mà các bạn sẽ phải ghi nhớ cho chị khi nói về hoàn cảnh kiếm sống của bà Tú. Lam lũ vất vả trong một cái khoảng không gian. Trong một cái khoảng không gian như thế nào các anh nhỉ? Trong một khoảng không gian sinh tồn bấp bênh và nguy hiểm. Đó, bấp bênh và nguy hiểm. Vậy thì vì sao bà Tú lại phải vất vả như vậy? Vì sao nhở? Chị hỏi các bạn một câu. Vì sao mà bà Tú phải lam lũ, phải vất vả trong cái khoảng không gian đầy cái sự bấp bênh như thế? Vì sao? Thì ở đây các bạn có cho chị cái dấu cộng đầu dòng tiếp theo, cái gạch đầu dòng tiếp theo. Nguyên nhân dẫn đến sự vất vả của bà Tú. Nguyên nhân dẫn đến sự vất vả của bà Tú. Các bạn ơi, chị hỏi thật các bạn một câu, các bạn có muốn học nữa không? Ở đây thì chị thấy dường như là các bạn đó mất đi cái tinh thần ở buổi đầu tiên rồi. Thì cái buổi số 2, số 3 này rất rất là ít bạn vào học thôi. Thì không biết là các em có muốn học cùng với chị nữa hay không? Hay là các bạn muốn nghỉ ngơi? Hay là các bạn chưa sẵn sàng? Hay là các bạn cảm thấy là ui mấy ngày liền học liên tiếp môn văn em cảm thấy mệt quá rồi? Không biết là ở đây thì các bạn có thể comment cho chị biết là các bạn có muốn học cùng với chị nữa hay không? Và trong quá trình học với chị thì các bạn có cảm thấy hiểu bài hay không? Và các bạn có cảm thấy rằng là có chỗ nào mà chị Dương nói còn chưa hiểu, khó hiểu hay cần chị nhắc lại hay là giảng lại cho các em không? Bởi vì chị thấy là dường như là cái tinh thần học của chúng mình đang đi xuống rất là nhiều á.
là các bạn có đăng bình luận không? Chị đang không đọc được phần bình luận của các em. Rồi, không thấy bình luận nhưng lại thấy thả tim rồi. Và mong rằng là chúng ta vẫn còn có đủ sức và đủ sự cố gắng, kiên nhẫn, kiên trì để chúng mình sẽ tiếp tục chinh chiến nhá các em nhá. Quay trở lại đây thì chúng ta thấy được rằng cái hoàn cảnh kiếm sống của bà Tú vô cùng là lam lũ, khó khăn vất vả như thế này. Nguyên nhân vì sao mà bà Tú lại phải vất vả và khó khăn như thế? À, là bởi vì bà phải nuôi đủ 5 con với một chồng. Các bạn chú ý cho chị ở đây, nuôi đủ ở đây là một từ mà Trần Tế Xương đã sử dụng vô cùng là hay. Bởi vì nuôi đủ có nghĩa là vừa đủ, không thừa không thiếu. Tức là làm lụng vất vả như thế nhưng chỉ nuôi đủ thôi, không thừa ra, nhưng mà cũng cố gắng để chồng và con không phải thiếu. Nuôi đủ. Là không thừa nhưng cũng không thiếu. Không thừa và cũng không thiếu. Nuôi đủ ở đây là nuôi đủ 5 con với một chồng. Thì các bạn chú ý cho chị cái cụm từ 5 con một chồng. Đây là một cụm từ có lẽ là các bạn chú ý cho chị này, cụm này rất là hay nhá. 5 con với một chồng ở đây gợi cho chúng ta đến cái sự tần tảo của người vợ. Và đồng thời thì cũng sẽ thể hiện được nỗi niềm của nhà thơ. À, 5 con với một chồng qua đây cho chúng ta thấy được cái sự tần tảo của bà Tú. Làm lụng vất vả như thế để làm gì? Để nuôi chồng và nuôi con. Nhưng đồng thời chúng ta cũng sẽ thấy được cái nỗi niềm của ông Tú. Tại sao ở đây chúng ta lại thấy nỗi niềm của ông Tú các bạn chú ý này? Ông tự xem mình là một người con của bà Tú. Bởi vì trong 37 năm cuộc đời của mình, ông không làm bất cứ một công việc gì cả ngoài ba việc đi học, đi thi và làm thơ cả. Thế nên những cái công việc để kiếm tiền, để nuôi sống gia đình thì ông Tú không có động tay vào. Và ông Tú coi mình cũng giống như năm người con này. Những cái cách đặt để của Trần Tế Xương vô cùng hay. Đặt 5 con ở một bên, đặt một chồng ở một bên. Rõ ràng là số lượng khác nhau đúng không nào? 5 con à, lớn hơn một chồng. Ấy thế nhưng lại được đặt ngang nhau, cho chúng ta thấy rằng qua đây chúng ta lại thấy được rằng à, một đặt ngang với 5, mặc dù số lượng khác nhau, 5 con chắc chắn là nhiều hơn một ông chồng rồi, nhưng lại được đặt ngang nhau như thế này thì chúng ta thấy rằng là cái sức nặng của một ông chồng để nuôi đủ cái ông chồng này nó còn ngang với cả 5 đứa con. Một ông chồng mà nuôi ngang 5 đứa con, các bạn thấy không? Chứng tỏ rằng cái ông chồng này gánh nặng lớn quá. Lớn đến cái mức mà đôi quang gánh của bà Tú, gánh bên này là 5 người con, gánh bên này là một ông chồng. Cái quang gánh mà bà phải buôn bán quanh năm ở mom sông á, dường như trao đảo quanh năm, không có ngày yên nghỉ. Một ông chồng, 5 người con. Và cái gánh nặng này nó sánh với 5 người con, một miệng ăn, 5 miệng ăn. Nhưng cái miệng ăn này nó lớn quá, nó kinh khủng khủng. Thì qua đây ta thấy cái nỗi niềm của ông Tú, tự coi mình là một người con của bà Tú. Để à, bà Tú phải săn sóc, bà Tú phải chăm lo, bà Tú phải nuôi từng cái ăn, cái mặc, cái học, cái hành. Thì đấy là nỗi niềm của ông Tú. Và ở đây chúng ta thấy là cách dùng số đếm vô cùng độc đáo. Chị nói 5 này, 5 con, một chồng. Một ông chồng này mà bằng cả 5 người con. Mà rõ ràng số từ thì chúng ta thấy 5 lớn hơn 1. Nhưng mà chính cái cách dùng từ của ông Tú cho chúng ta thấy rằng là 1 hay 5 không còn quan trọng nữa. Mà quan trọng ở đây là một chồng bằng 5 con. Một miệng ăn của một ông chồng à, bằng cả 5 miệng ăn của 5 người con. Bởi vì cái ông chồng này không chỉ nuôi ăn đâu mà còn nuôi học, đúng không ạ? À, thì đó các bạn chú ý cho chị. Mà các bạn thấy rằng Trần Tế Xương của chúng ta 22 năm liên tiếp đi thi, qua 8 khóa lều trống
Và ba công việc mà ông ấy làm đấy là đi học, đi thi và làm thơ. Thế nên rằng cái người chồng này quả thực là gánh nặng đối với bà Tú. Đó. Và ông Tú chính là một người con đặc biệt của bà Tú. Một người con đặc biệt của bà Tú. Rõ ràng chúng ta thấy sinh ra, lớn lên, kết hôn, rồi chúng ta có vợ, có chồng, có các con, thì nhiệm vụ của người làm mẹ, làm cha, nuôi con là chuyện vô cùng bình thường, đúng không các bạn? Nuôi con là chuyện bình thường, có thể nói đã là trách nhiệm và bổn phận của người làm cha làm mẹ ấy. Thế nhưng ở đây chúng ta thấy cái người phụ nữ này, bà Tú, ở đây còn nuôi cả chồng nữa. Thì qua đó chúng ta sẽ thấy được cái hoàn cảnh vô cùng là éo le của bà. Nuôi con là lẽ thường nhưng ở đây lại phải nuôi thêm một ông chồng. Chính vì đó chúng ta sẽ thấy được cái sự éo le trong cái hoàn cảnh của bà Tú, đúng không ạ? Mà ông chồng này thì các bạn thấy rồi đấy, không chỉ nuôi ăn đâu, không chỉ nuôi mặc đâu, mà còn phải nuôi cả học nữa. Thì thế nên nó mới trở thành một cái gánh nặng ngang với cả năm người con như thế này, trở thành một người con vô cùng là đặc biệt của bà Tú. Đó. Và thông qua cái hoàn cảnh của bà Tú, chúng ta sẽ thấy được rằng bà Tú là một người vô cùng đảm đang, chu đáo với chồng con. Bà Tú là người vô cùng chu đáo, đảm đang với chồng, với con, đúng không ạ? Bởi vì sao? Trong cái hoàn cảnh éo le và ngang trái như thế, phải nuôi cả con, phải nuôi cả chồng, cái gánh nặng đè lên vai của một người phụ nữ, cái hoàn cảnh khiến cho bà ngày ngày, tháng tháng, năm năm không có ngày ngơi nghỉ, phải làm lụng vất vả nơi bờ sông bến bãi ấy. Thế nhưng mà chúng ta thấy bà vẫn nuôi đủ đó, nuôi đủ là không thừa nhưng mà cũng không để chồng, không để con của mình phải thiếu. Thế nên đó chính là cái sự đảm đang tháo vát của một người phụ nữ, của một người mẹ, của một người vợ nói chung và bà Tú nói riêng các em ạ. Thì qua đây chúng ta sẽ thấy được cái công việc của bà Tú, đúng không ạ? Công việc của bà Tú. Và cái thứ hai, chúng ta sẽ thấy cái gánh nặng của bà Tú. Nhưng thông qua công việc và gánh nặng của bà Tú đó thì chúng ta thấy điều gì? Cái sự đảm đang và tháo vát của một người phụ nữ, của một người vợ và của một người mẹ. Các bạn đã hiểu chưa? Thông qua công việc, thông qua gánh nặng thì chúng ta sẽ thấy được con người của bà Tú, một người đảm đang, chu toàn và tháo vát với chồng, với con. Dẫu khó khăn, dẫu nhọc nhằn, dẫu lam lũ, dẫu vất vả, dẫu nguy hiểm, thế nhưng bằng một cách nào đó thì bà Tú vẫn nuôi đủ 5 miệng ăn, một miệng ăn nữa của ông chồng và chính cả bản thân mình nữa. Các bạn đếm xem là bao nhiêu miệng ăn. 5, 6, 7, cả bà Tú nữa là 7 miệng ăn. Nhưng riêng cái miệng ăn đặc biệt này, không chỉ có ăn, không chỉ có mặc, mà còn nhớ cho chị là còn có học. Mà việc học không phải việc chơi. Các bạn thấy đấy, để mỗi một lần vác cái lều trống lên kinh ứng thí thì chúng ta thấy được phải tốn biết bao nhiêu của cải và tiền bạc. Mà ông Tú dành cả 22 năm dòng để đi thi, trải qua 8 khóa lều trống thì nó tốn kém đến như thế nào. Nhưng bà Tú vẫn nuôi đủ đấy thôi, đúng không ạ? Thì đó, các bạn thấy không? Công việc vất vả, gánh nặng như thế, nhưng mà bà vẫn nuôi đủ. Qua đó chúng ta thấy được cái sự đảm đang tháo vát của người vợ, của người mẹ và của người phụ nữ Việt Nam nói chung. Chốt lại là như thế. Ok không ạ? Các bạn ơi, phần này các bạn hiểu chưa ạ? Nếu như các bạn hiểu rồi thì các bạn comment cho chị biết. Còn nếu như phần nào mà các bạn chưa hiểu thì các bạn có thể để lại ở trong phần phát trực tiếp này của chị cái phần bình luận, những cái phần câu hỏi, những cái thắc mắc mà các em đang gặp phải khi mà đi tìm hiểu bài Thương Vợ của Trần Tế Xương, ok không ạ? Chị đã thấy các bạn thả tim rồi. Không biết là các bạn có đang comment không? Nhưng hiện tại thì chị thấy các bạn đang thả tim. Và chị rất là cảm ơn 22 thành viên đang cùng với chị ở đây để xem phần trực tiếp này. Và chị cũng muốn dành một phần quà nho nhỏ dành cho 12 bạn
đang xem phần phát trực tiếp này cùng với chị. À thôi chết rồi, tôi còn có 11 thôi, 11 bạn nhá. Có thể đây là cái cơ hội dành cho các em, nếu như các bạn đón nhận nó. Tức là khi mà chúng mình đăng ký khóa học toàn diện, khóa học toàn diện dành cho các bạn 2K6, tức là cái chương trình ngữ văn của chúng mình đó, trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay, thì các bạn sẽ được tặng. Tặng cái gì? Úm ba la, các bạn sẽ được tặng sổ tay chinh phục nghị luận xã hội thế hệ mới nhất của Học Văn chị Hiên. Tại sao chị lại dành một cái món quà nho nhỏ này đến với các bạn? Bởi vì các bạn biết đấy, trong quá trình mà chúng mình học, chúng mình không chỉ trọng tâm vào văn bản văn học, mà chúng mình còn phải trọng tâm thêm nữa chị một cái phần nữa, đấy chính là phần nghị luận xã hội. Bởi vì nghị luận xã hội này các bạn cũng sẽ có 2 điểm trong bài thi, đúng không? Thế nên nhỏ thôi nhưng vô cùng quan trọng đấy, để được 8 cộng hay 9 cộng thì 2 điểm này đó chính là cứu cánh của các em. Ok không ạ? Thế nên nếu như các bạn đăng ký trực tiếp trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay thì chúng mình sẽ được tặng kèm thêm một cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội thế hệ mới nhất của Học Văn chị Hiên nhé. Rồi, nếu như mà các bạn đang comment và các bạn đang muốn đăng ký với chị thì chị lại đang không đọc được ở phần bình luận này mất rồi, thì có lẽ là sau buổi học này của chúng mình, nếu như các bạn muốn dành chọn cái cơ hội dành lấy cái món quà này thì hãy nhắn tin cho chị và chúng mình sẽ đăng ký khóa học với chị nhé. Còn nếu không thì chúng mình cũng có thể nhắn tin về cho page Học Văn chị Hiên để được các anh chị admin tư vấn kỹ hơn về khóa học dành cho các bạn 2K6 khi mà chúng mình cùng với chị chinh chiến trong cả một cái năm học dài khoảng độ đâu 9 tháng đúng không? 9 tháng thì phải. Đó, thì chúng mình sẽ cùng đồng hành với nhau trong vòng 9 tháng nhá các em nhá. Còn đây cũng là buổi số 4 chị đồng hành cùng với các bạn rồi. Và buổi ngày mai cũng là buổi cuối cùng. Chị biết là trong quá trình mà chúng mình gặp gỡ, chúng mình cùng nhau ngồi lại để trao đổi và chia sẻ, thì chị biết có những phần mà bản thân chị còn thiếu sót. Và chị cũng rất mong nhận được sự đóng góp của các bạn để bản thân chị cũng hoàn thiện hơn sau mỗi một khóa học. Và bản thân chị cũng sẽ lớn hơn mỗi ngày để có thể là đem lại nhiều cái hay ho hơn nữa cho các em và cho các em nhỏ nữa trong quá trình chèo lái của chính mình. Và chị cũng sẽ gửi lời cảm ơn tới tất cả các em đã kiên trì, đã cố gắng cùng với chị ở lại đây đến giờ phút này. Bởi vì chị biết tâm thế của các bạn. Bởi vì các bạn sẽ nghĩ rằng là thôi học sớm để làm gì, em còn nghỉ hè mà, thế nên em cứ bình tĩnh thôi. Thì nói chung là mình cũng bình tĩnh cũng là đúng thôi. Nhưng mà chị cũng vô cùng là trân trọng những bạn đang ở đây cùng với chị có mặt trong buổi phát trực tiếp này, đang lắng nghe những điều mà chị chia sẻ. Chị biết ơn và trân trọng điều đó. Và mong rằng chúng mình sẽ đạt được một cái kết quả thật là tốt trong năm học tới nhé. Thì đấy là những cái điều mà chị chia sẻ khi mà chúng mình chuẩn bị kết thúc chiến dịch rồi. Ngày mai là ngày cuối, chị mong rằng là các bạn sẽ vào học đông hơn, các bạn sẽ vào học nhiều hơn cùng với chị. Ok không ạ? Còn như chị đã hứa thì phần video bài học, những cái phần tiếp cận nho nhỏ như thế này thôi thì chị vẫn sẽ giữ lại để khi mà các bạn muốn xem lại, các bạn sẽ có thể xem lại cái bài học đó. Và có bất cứ điều gì mà các bạn không hiểu thì các bạn có thể nhắn tin với chị nhé. Còn bây giờ thì chị sẽ xin phép được tạm dừng phần phát trực tiếp ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi tối ngày mai, buổi tối cuối cùng của chúng mình. Ok không ạ? Bye bye!